Ok, hai sao bạn đã trở lại với Xeno Minh. Mình là Hành Dung Nguyên Minh đây. Và hôm nay mình sẽ làm clip cho các bạn xem về tiếp tục về cái tập Gata 5 đi mua siêu xe nữa nha các bạn. Thằng lợn này. Mày mày làm gì đấy? Đấy đấy. Tập trước các bạn xem tập zombie chưa? Và tối hôm nay mình sẽ có event livestream Gata 5 trên kênh Cube TV của mình nha các bạn. Các bạn có thể xem được bằng cách xuống phần địa sàn để xem cái link của Bé ha. Nhớ xem subscribe kênh của Bé TV của mình nha các bạn. Hey. Tối nay sẽ có event là tặng 10 cái càng 100k cho 10 bạn xem stream của mình vào lúc 7 giờ trên kênh của Bé TV nha các bạn. Đó, bạn nào chưa subscribe kênh của Bé TV thì lên subscribe cho mình với. Đủ 10.000 lượt like, 10.000 lượt subscribe của Bé TV thì mình làm event tặng lớn hơn nữa. Vô. Hay vô. Á. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi mua siêu xe đó nha các bạn. Hôm qua chúng ta đi chống zombie rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua siêu xe một ngày một tập khác nhau cho nó thú vị. Giờ mình có phần mềm để có thể đo được tốc độ luôn rồi nha. Để coi chỉnh đâu rồi. Để hôm nay coi mua chiếc siêu xe gì đây các bạn. Vô. Mở cửa. Thông bể kính đi vô. Dạ. Thôi. Đi bộ vô cho lành. Được kiểu gì? Dịch chuyển thôi. Đây. Này bán siêu xe gì bạn? Tao mua xe chứ tao phải đi cướp đâu mà mày la dữ vậy. Wow. Wow. À chiếc này mình chạy rồi. Con điên này. Chiếc này nhiêu tiền trời? Chiếc này mà 250 tỷ nè. Trời ơi. Còn, à chiếc này bữa mình chạy chiếc này. Đó. Chiếc Tyrus. Ôi chiếc này như cái con điên này tí tao giết về tao bắt mấy giờ. Chiếc này là Lamborghini nha bạn ơi. Vô tô, trời ơi chiếc này có chợ, cái phuộc nó gắn ở trên nè. Đẹp vậy, mua liền. 2 triệu 700 ngàn đô. Dứt. Đồ. Đó. Đồ lên đó bạn. Biển số. Đồ hết. Biển số là Thành Trung. Ok. Mua. Chết mẹ còn 7 đô à. Đợi tí. Gọi anh hai mẹ đem tiền lên. Anh hai cho em 10 triệu. Đấy. Rồi mua được chưa? Dứt. Trời ơi. Xe là rẻ. Trời ơi đẹp nha. Đó. Hôm nay lại có một con xe mới cho bạn xem rồi. Trời ơi đẹp cơ. Ui. Ui má đẹp như xe người ngoài tinh vậy. Để bật cái bảng đồng hồ lên coi. Sao bảng đồng hồ tốc độ không chạy ta? Sao bữa nay xe nó không có nhận cái bạn á. À, cái gì vậy má, xuống xe cái cũng bị đụng nữa. Ôi đâu rồi, đợi mình đang reset lại cái. Sao không hiện ta, không hiện vẫn đồng hồ tốc độ.
sao vậy? Cái gì vậy? Cái mẹ gì vậy? Ủa không quan tâm. Nhưng mà chiếc này đỉnh quá bạn ơi. Chiếc này nhìn kiểu như siêu xe vậy Linh. Không phải siêu xe đó mà xe kiểu ngoài hành tinh đó bạn hiểu không? Căng quá ấy. Xe rồi, vehicle. Để mình chỉnh đúng công suất của nó thôi. Đấy. Trời ơi, bô cái kiểu. Chiếc này chạy thì trời ơi, nó mạnh. Nó mạnh. Trời, chiếc này chạy kinh quá. Tốc độ kinh quá nơi. Đây, em lên cao tốc em test cho mấy anh hai xem. Trời ơi, nó mạnh kìa. Trời ơi, 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 ơi. Lái nó mượt nha. Ấy, a, à, trời. Trời ơi. Tông mạnh như vậy mà xe không không hề vậy bạn, xước nhẹ cái à. Xe cứng vậy. Xe cứng quá liền à, đeo xin bèo vô cái. Ổn. Sang số. Sang số. Trời ơi, sang số đỉnh vãi. Đèn hậu cũng đẹp nữa. Xước nhẹ xe kìa. Xe này làm bằng hợp kim gì mà cứng vậy? Lái bao mượt luôn. Trời ơi. Nó không mớp luôn các bạn. Đẹp quá. Đó bạn thấy không? Như xe người kiểu như xe ngoài trái đất vậy. Xe của người ngoài tinh sao ấy, thiết kế đẹp quá. Bấm ga cái là mất tiêu luôn. Ôi chạy kìa. Ôi ôi, đường này xe tải nhiều quá. Chạy ngược chiều đỡ luôn. Trời ơi, vượt ngược chiều luôn à. Căng đét. Xe lái cực chuẩn chỉ luôn nha bạn. Chạy hơi bị phê. Bạn đừng quên 7 giờ tối nay lên xem kênh của mình trên Kube TV nhé. KubeTV.sg sẽ khách chung nha bạn. Các bạn có thể xem trên app điện thoại luôn. Nhớ để lại cho mình một lượt follow. Ôi ôi ơi. Đây rồi, bứt tóc. Mạnh mẽ lên ơi. Ôi bay qua luôn. Trời ơi. Trời ơi bay qua luôn à. Xe bị chạy các bạn không không. Trời ơi, cái đèn led nó đẹp kìa. Đẹp kinh. Đẹp phải soi à. Chiếc này không đẹp nữa, mình không biết chiếc nào gọi là xe đẹp luôn á. Trời ơi đẹp. Sang số cho bạn xem. Trời ơi, lái xe gắt. Lái xe là gắt. Ơ oh no. Oh no.
ơi. Ơ à. Đụng vậy mà không mớp được luôn. Trời ơi, trâu vậy. Ở đâu để mình test thử, test đụng với này coi. Thử đụng nha bạn. Trời không sao luôn kìa. Không mớp được nhiều luôn các bạn. Cái này thiết kế quá đỉnh. Đập đụng vẫn không sao. Đấy, chẳng khỏe. Trời má. Cái what the fuck gì á. Hết xe đối diện ba anh trời luôn à. Trời đùa. Không mớp được luôn, cứng quá vậy cứng. Chiếc này trâu điên quá, để mình test ra cao tốc thôi. Phải ra hẳn cao tốc mày, dài nhất thế giới mà chạy với cái này. Đó, thể hiện sức mạnh của em đi. Thể hiện sức mạnh của 60 tỷ đi. 60 tỷ nó mạnh như thế nào. Đoạn này còn giới hạn tốc độ bạn ơi, đoạn này có 2 lane thôi. Mà có thể vẫn có thể quẩy được. Ơi trời, tông không hề hắn gì thế này luôn. Kiểu đó tông người ta mà nó không xi nhê gì luôn các bạn. Thiệt, mát biết. Lần này xi nhê rồi. Cái gì đây? Bám cua cực gắt luôn. Mạnh lên ơi. À! Cái con chó này bẻ lái mày biết trên đường mày. Xe người ta đang chạy, thích bẻ là bẻ à. Đó thấy không, mình chạy đúng lực lệ đàng hoàng không. Máy này có tuổi như vậy mình. Đánh ra hết, cút ra để tao chạy. Đường là của bố mày. Tư các bạn ơi. Trời ơi. Nhanh kinh khủng. Thử chạy mát luôn, chạy mát trên đường này luôn. Trời ơi, tiếng nó chạy tốc độ cuối rồi. Mẹ gắt, tiếng đảo á. Mình chạy thử mát biết một lần nữa cho bạn nghe cái tiếng nó phê. Tiếng động cơ thì thôi rồi, phê cực luôn. Lại mấy cái này hơi bị khó nha bạn. Chiếc này không phải dễ lái à. Nó mạnh thiệt nhưng mà cũng lái cũng vừa, không phải dễ quá. Rồi kéo. Ôi phê, nghe tiếng phê không bạn.
phê vãi. Lên mình lái à. You got lucky, buddy. Vãi thiệt, lái kinh khủng quá liền các bạn à. Ôi ơi à, ăn liền rồi. Vừa tự khen mình đi ăn liền luôn. Trời cái này quá đỉnh. Cái này phải nói chạy. Đáng tốn tiền bát gạo thiệt. Thử lên đường đèo test cho bạn xem. Đường đèo đâu ta? Đây. Đường đèo đa đạt. Cái vành xe hơi bị đẹp luôn nha bạn. Ủa chiếc xe hơi bị dính bụi cái, để mình rửa xe cái. Đấy. Ấy. Về ngay. Chạy xe rồi. Lên. Đi đường đèo cũng ok lắm bạn ơi, nhưng mà chạy tốc độ hạn chế thôi. Chạy quá đà là mẹ ăn liền trên đèo luôn á. Ê ê, có siêu xe, có siêu xe. Gà đua, gà đua, gà đua. Đó. Xe mày nẹt lớn mà xe tao không? Hả? Hả hả hả? Gà đua, gà đua. Ui có siêu xe đó gì nữa kìa. Quá trời siêu xe ở trên đỉnh đèo này luôn. Ui xe nó đẹp vậy. Sao đua không thích đua vậy, thích đua vậy, đua thì đua, ép đó trình mẹ không phải đua tao đâu nhóc con, lái cho nó bay đèo luôn các bạn, để mình đua cho nó bay đèo luôn nè. Quá trời siêu xe chạy trên đèo rồi vậy, cái đèo siêu xe à. Ôi chạy cũng gắt á. Ôi vượt luôn kìa. Hay nha. Ôi nó tăng tốc kìa. Có đèo, có đèo. Chạy đúng rồi. Tông bể đèn hậu mày rồi. Thích bể đèn hậu luôn con chó. Thích mày cái nữa nè. Đấy. Chà đảo chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Trời xe nó ổn định quá. Ôi mình tông nó bể lớp luôn các bạn ơi. Tông nó bể lắm luôn rồi. Xíu. Trời né luôn kìa. Siêu xe dởm. Siêu xe dởm. Cho vô trường lợn luôn. Trời tông chết lợn luôn. Quá ác. Quá ác độc. Thôi thử test siêu xe nó coi. Siêu xe chuối hả mày. Đấy, sửa ngay.
gay gắt vậy, để thử độ màu đẹp vậy. Thôi ơi, chiếc Cheetah này đẹp kinh nha, màu sơn bóng phải. Ôi ghê, ôi mẹ, máy bóc Berlin, máy này dám mạnh hơn chiếc xe nãy mình chạy nữa. Rồi chạy lết bánh đó rồi bạn hiểu đó. Vậy mà hằng nãy lái gà vậy, chứ mình thấy chiếc này chạy hơi bị mạnh luôn á. Nẹt một ga một là vượt bất kể xe nào luôn á, mạnh vãi. Sao nãy thằng heo nãy chạy chuối vậy? Đây. Ôi ôi phanh nhanh lắm mày ơi, chiếc này nhanh lắm, khó lái nữa, chiếc này khỏe quá. Ôi chiếc này phải làm clip review riêng hả bạn ơi. Dạ ok, hôm nay thì xe của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và subscribe để ủng hộ channel mình. Ok, bye bye mọi người. Phải phá hủy chiếc xe này vì nó mạnh hơn xe mình. Phá hủy được luôn. Bài ơi, xong luôn nè. Ok, bye bye mọi người, nhớ đăng ký kênh của Beko TV của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ like và theo dõi kênh của mình nhé.